Hi, chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Mình là Lụm Vlog. Thì mấy bạn mà xài cái vòi nước lâu năm á các bạn, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là nó bị xì như vậy nè các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình khắc phục cái này nó hết rỉ nha các bạn. Đây, thì cái van này nè các bạn. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là bạn khóa này lại thì nước nó vẫn rỉ lên trên. Rồi trường hợp thứ hai á là nước nó sẽ xì từ bên đây ra nè các bạn. Nó xì bên đây nè, rồi nó chảy tỏn xuống nè mấy bạn ha. Đây. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn là khắc phục cái này. Thì đầu tiên á là mình sẽ khóa nước lại nha các bạn. Để mình đi khóa cái nước tổng lại. Bây giờ đó là cái vòi của mình đó là bị trường hợp đó là xì nước ở đây các bạn, nó tuôn ra ngoài đây vậy nè. Thì mình sẽ sử dụng hai cái cây này để mình nại cái này lên nha các bạn. Đó, các bạn nại lên vậy nè. Rồi các bạn nhìn trong đây nè là nó sẽ có cái ro. Các bạn nhìn trong đây nè, các bạn sẽ thấy nó có một cái ro. Các bạn nại ra. Để mình mở cái này ra cho nó dễ làm. Đây, bạn thấy cái ron không? Bạn sẽ nại cái ron này ra. Cái này là mấy bạn, cái vòi này của mình á là mình để nó lâu quá rồi, nay chắc cũng cả 5-6 năm rồi mấy bạn. Thì mình không xài tới á, cái mình mở van ra cái nó xì nước lum ra nha các bạn, do cái ron này lâu ngày quá nó bị chai nè. Đó nè mấy bạn, nè các bạn lấy đồ mấy bạn nại cái này ra. Với lại cái van này ngày xưa mình mua, ngày xưa là do mấy ông thợ cũng mua mấy cái van thường mấy bạn, cho nên nó mau hư. Đây cái ron này các bạn, rồi các bạn vệ sinh sạch sẽ cái chỗ này nha, để tránh trường hợp mà bỏ cái rong mới vô nó bị xì nữa nha các bạn. Đây các bạn vệ sinh sạch sẽ ngay vị trí này đi, đừng cho nó dính ấy. Rồi đây các bạn chuẩn bị cho mình cái rong này nha các bạn. Đây cái rong này mình đo đường kính cho bạn xem. Thì cái ron này là do nó cũ rồi, cái này mình lấy cái này đi. Đó nè, các bạn mua cái ron đường kính ngoài là cỡ cái này đo nó cũng không chính xác lắm mấy bạn ơi, cỡ 18 nha các bạn. Còn cái này xài lâu rồi nó nở ra, nó nở bự hơn, nó lên cũng 18.5 nè, xê xích cũng không có nhiều. Rồi các bạn vệ sinh sạch sẽ cái này cho mình, rồi các bạn bỏ cái rong mới vô. Rồi các bạn chùi đi. Còn mà cái trường hợp đó các bạn, là mấy bạn khóa lại mà nước nó vẫn xì lên tiếp đó, như vậy nè các bạn, mà nó không phải xì ở đây mà nó cứ rỉ lên trên á, là mấy bạn lấy bút lông mấy bạn đánh dấu ngay đây cái vạch trên này các bạn, xong rồi đó mấy bạn lấy cái kìm mấy bạn dặn lên, mấy bạn dặn xuống vậy nè, cho nó xoay 180 độ nha các bạn. Thì cái này nó sẽ chuyển lên trên đầu trên tay, thì cái đầu này nó mòn rồi đó, thì mấy bạn chuyển lên trên đây là cái đầu này quay xuống đây là sẽ kín nha các bạn. Đó, đó là trường hợp mà bị xì lên trên. Còn như mình á là nó bị rỉ, cho nên là mình sẽ bỏ cái này vô. Đây các bạn bỏ cái đồng mới vô đây nè. Đó, y xì luôn các bạn ơi. Đó, ở bạn lấy cái này là bạn nhét vô, nhét cái cứng vô nha các bạn, tránh trường hợp bị xì. Đó, bạn nhét vô. Nhét sâu vô.
các bạn lấy cái này mới lên đây nè các bạn. Cái này là bạn ấn vô nha, ấn vô cho cái này đẩy vô trong nữa. Rồi, ok. Ok các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình gắn này vô để cho tránh nó bị xì nước ra. Rồi mình sẽ đi mở nước nha các bạn. Sau khi mà mình thay xong rồi các bạn, mình mở nước ra thì mình mở được ra coi coi nước nó hết xì nè các bạn. Đó, các bạn thấy ok không? À. Đây, mình sẽ chùi kỹ cho các bạn xem. À, quay cận cảnh cho các bạn xem là nó hết bị rỉ nước rồi các bạn ơi. Đó. Rồi mình đóng cái này lại. Rồi. Rồi mình mua cái ron này với giá là 5.000 nha các bạn. Mấy bạn nào á, mà có cái đường ống mà ngày xưa mà thiết kế mà nó khắc nghiệt như vậy á, mà không có đường thay luôn các bạn, thì mấy bạn cứ mua cái ron như vậy á, rồi mấy bạn thay vô là mấy bạn đỡ phải đục tường hay là thay cái van mới nha các bạn, nó cực dữ lắm. Rồi mình xin kết thúc video clip tại đây. Chào tất cả các bạn.